mà đúng như lời Đức Thầy đã tiên báo trong cái bài Sứ Mạng, Thiên Tạo đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ nguyên này sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Luật trời đã chỉ tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng thương cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tương lai. Đại thể ai mà phát tâm niệm Phật thì chúng ta sẽ vượt qua khỏi tai ương khổ ách, những cái đau ốm bệnh hoạn, những cái tai nạn thường ngày mình gặp. Nhưng mà mình biết ăn chay làm lành niệm Phật rồi thì nó cũng khỏe qua đi, những cái tai ương đó nó không còn, là do cái sự tha lực của Đức Phật. Thầy nói Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Ông bà ông nói câu này để tâm, việc gì không biết thì hay, mà niệm Phật không biết gì thì sao? Tiêu thay mắt hồn. Tiêu thay mắt hồn đó. Cho nên bây giờ đó thì trong cái cõi đời hạ nguyên này không có cái pháp môn nào mà thù thắng hơn cái pháp môn niệm Phật này nữa, phải không? À, niệm Phật một tiếng mà Phật mù 10 câu, hay đời này giống một lời hai khắp trong trần hạ, mấy ai tu trì đời này giành giật làm chi tế việc ly kỳ thì cũng thả cho xong. Đó, giống một mà lời hai. Mà thầy trong cái thời gian này đã thầy là khoan dung. Thầy nói cái nói nãy để tâm nhắc á, hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng rồi, sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Chính mình, chính mình không hả? Đó, làm tiên làm Phật cũng chính mình, mà đỏ súc sanh địa ngục, ngạ quỷ cũng chính mình. Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Hôm nay hữu duyên gặp được sư huynh Nghĩa. Thưa sư huynh, thì gần đây đó thì xét thấy thì trên mà cái mạng rồi đó thì xét thấy là chia sẻ rất là thực tế. Lớp nào khổ sở là sụp đất, động đất ở Đài Loan, thì bây giờ ở bên Mỹ nữa. Chứ ở Việt Nam mình cũng có giờ hạn hán đủ thứ chứ. Bà con rất là khổ. Hôm nay hữu duyên gặp được chú huynh thì để hỏi lên cái câu giảng Đức Thầy nói là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc đi kỳ năm non. Thì ngụ ý là Đức Thầy á khuyên dạy mình đợi cùng này mình tu gấp như thế nào để cho nó kịp cái thời kỳ với Huynh Nghĩa, để cho bà con mình tu là mình bớt khổ. Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thân chào hai đệ ha. Và cũng xin gửi lời chào đến tất cả cô bác anh chị em đang xem qua màn ảnh nhỏ trên kênh của Phan Văn Tâm cũng như là Hà Văn Vàng. Thì hôm nay đến thăm chúng tôi thì anh em người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là luôn lúc nào cũng thọ trọng ân trong môn một rồi, thì bây giờ phải làm sao cố gắng là chúng ta đáp đền lại cái ân đó bằng cái tinh thần đạo đức. Mà qua ân tâm bảo thì Đức Thầy cũng dạy là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Cho nên qua câu hỏi của Phan Văn Tâm thì cũng là một cái vấn đề mà rất là nóng trong hiện tại. Trong cái thực trạng bây giờ đó thì thấy các nước Tâm thì nước nào cũng bị động đất nè, rồi sóng thần nè, rồi chiến tranh nè, bệnh dịch nè. Đó, thì cái đó nó không nằm ngoài là cái khổ khổ mà trong cái bát khổ mà Đức Thầy đã dạy và Đức Phật nó nói trong kinh điển. Cho nên đó thì bây giờ gặp những cái cảnh khổ này rồi, đối với người con Phật mình phải làm gì để vượt qua cái cảnh khổ đó. Cho nên Tâm thì thuộc giảng Thầy rất là nhiều ha, hãy nói ra thì nhớ lời Thầy. Cho nên mới hỏi câu là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ nam non. Thì đúng ra chúng tôi sẽ giải thích và phân tích, rồi sau đó sẽ bình luận hai cái câu này cũng giống như một cái thể loại bình giảng cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta nghe. Nhưng có điều thì về cái đề này nó không có xa lạ gì với cô bác anh chị em. Mới đi non thì cũng nghe mấy đệ nó giảng ở trên đó. Về đây nữa thì mấy đệ lại hỏi nữa, mà nếu mà mình giảng tới lui nhiều lần á đệ, cũng giống như là cái món ăn mà mời cô bác anh chị em mà ăn hoài á thì nó ăn hoài nó ngán. Cho nên bây giờ đó thì theo cái kinh nghiệm của riêng tôi á, thì tôi thấy như thế này nè đệ Tâm với đệ Vàng. Bây giờ đó mình muốn qua được cái cảnh khổ mà trong cái kiếp sống hiện tại này
mình đang là nạn nhân của cái kiếp sống khổ trong cái lý tâm quân. Cho nên á, con người á, thì không bao giờ mà chạy khỏi đâu. Đó là một cái quy luật, thành trụ hoại không, sinh trụ di diệt. Cho nên á, con người phải chấp nhận theo cái quy luật này. Mà chính á, là giáo tổ của đạo Phật Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đó, sau khi là trước đó là ngài là thế tử, khi ngài chứng kiến được cái cảnh khổ của thế gian rồi, trong sanh lão bệnh tử đó, thì ngài mới đi tu. Cho nên Đức Thầy cũng đã từng nhắc cho chúng ta biết là Đức Thích Ca xưa ở Lầu Đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Cho nên bây giờ đó thì ngài truyền trao lại cái giáo lý rồi dạy cho chúng ta trong kinh điển đó, thì con người sống trong cái cõi thế gian này mà Đức Thầy đã khẳng định cho chúng ta biết là có muôn ngàn điều khổ, nhưng tóm lại trong 8 điều. Cho nên bây giờ đó thì ngài nói là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ, noi gương nghĩa sĩ và tư chớ gần. Vậy thì bây giờ trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, vậy thì mình phải làm sao mà vượt qua khỏi cái cảnh khổ nạn này, để rồi những cái đứa con của Phật sau này sẽ được vinh diệu mà ngài đã cho biết là đất với nước hậu lai vinh diệu, đạo lo tròn, yểu điệu tâm thân. Vậy thì người ta tu thì ta tìm được cái cõi phúc, tu để thoát đi cái cảnh khổ đó, để trở về với cái cảnh niết bàn tịch tịnh an vui đó. Cho nên bây giờ đó thì qua cái câu hỏi của đệ đó thì huynh xin trả lời á, là mình tu để vượt khổ. Mà tu vượt khổ bằng cái cách nào? Tu gấp, tu làm sao? Bởi vì mình thấy những cái thiên tai hạn hán bây giờ nó xảy ra đó, thì đây cũng giống như là những cái lời cảnh báo đó mà Đức Thầy đã viết trong giáo lý rất là nhiều đó. Nó ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền duyên, thần thông biến hóa với miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, giác hồn kẻ bạo, diêm dương lục trần, nhìn xa nước mắt như rưng rưng, thương đời mê mũi trầm luôn hoài hoài. Đức Thầy nhìn tới cái cảnh khổ đó mà ngài còn phải rơi lệ, thì chúng ta làm sao mà không phải hai mắt mà lị sông Âu được đệ? Cho nên do đó đó thì ngài dạy chúng ta đó phải là không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Vậy thì chúng ta phải cố gắng mà tu gấp. Nhưng mà tu gấp thì có cái pháp môn nào mà chúng ta tu tắt không? Nó là một cái con đường mà có người hỏi thì hồi đó Đức Phật á, đi tìm đạo thì ngài phải đi qua 99 kiếp như vậy đó, ngài mới thành đạo. Còn bây giờ đó mình mà đi 99 kiếp vậy thì làm sao mà mình đi nổi? Không có đủ đầy được cái nghị lực, không có đủ đầy được cái trình độ căn cơ mà đi như Đức Phật đâu. Cho nên nó có một số người thì người ta cũng bi quan á đệ, nhưng mà thực chất mình đọc lại trong cái kinh điển nhà Phật thì Đức Phật mới nói nè, cũng giống như là một cái câu chuyện mà con kiến tổ nó nói với cái đàn kiến con á. Nó nè, các con muốn tìm cái trái lành, đừng có bắt chước ta mà phải truyền tới cành này cành nọ, đi nhiều cành như vậy, 99 cành như vậy đó, để gặp được cái trái lành. Mà các con hãy nghe lời ta đó, đi đến cái cành 99 đó thì con sẽ thấy được cái trái lành. Vậy thì có một hướng đạo sư, có cái người mà chỉ dẫn rồi đó, đệ ơi, mình không phải nhọc công mà phải đi tìm cầu hết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho đến 99 đâu. Mà chỉ cần đó chúng ta đi ngay, nhắm ngay cái con số 99 đó đi đến là đến. Cho nên bây giờ đó, mình rất là may duyên trong cái đời hạ quân mạt pháp này mình sanh ra, mà mình có duyên lành được với Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy là một vị hoạt Phật mà ngài đã xác định Bồng Lai Điên Giải có ngôi Tây Phương Cực Lạc, khung ngôi tòa sen. Cho nên thầy đã có vị ngôi sẵn dành, thầy xuống đây dâng sắc chỉ của Đức Phật A Di Đà. Đó, muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền giải. Mà truyền giải điều gì đây? Thầy nói thấy người tu niệm đáng thương, đây mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Đó, ngài chỉ cho chúng ta cái con đường về tịnh độ, ngài chỉ cho chúng ta cái pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn ngắn nhất mà huynh đã xem qua kinh điển của nhà Phật. Rồi lại được các chư tổ chư sư đã khai thị cho chúng ta biết đó, thì tịnh độ pháp môn là con đường ngắn nhất của mọi loài, là tâm tông của chư Phật. Đó, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài nói là tịnh độ pháp môn là pháp môn tổng trì. Đã nói là tổng trì đó là vua của các pháp. Ngài Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng khẳng định là vua của các pháp. Cho nên có một cái bài kệ mà ái hà thiên xích lãm, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Cái nghĩa của nó là sông mê muôn ngàn thước, bể khổ rất bao la, muốn thoát
luân hồi khổ thì mau sớm niệm Di Đà. Cái nghĩa của nó là như vậy. Cho nên anh thấy tịnh độ là con đường tu tắc mà giống như lời của Đức Thầy mình giới thiệu rõ ràng lắm đệ. Thầy nói chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát luân hồi, dứt luân, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Đó thì mình mới thấy là chỉ một kiếp một thôi. Nếu cái người nào mà tu theo cái pháp môn niệm Phật rồi đó thì chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử. Đó để chúng ta về đến cái cảnh Tây Phương cực lạc rất là an nhàn của chư Phật. Cho nên đó, pháp môn niệm Phật trong cái thời buổi mà Hàng Quân Mạt Pháp này đó không gì hơn đó là chiếc phao cứu tinh, là phù hộ mệnh. Đó là một cái chiếc đại chu thoàn để đưa con người vượt biển luân hồi. Cho nên đó, ma ha thòn nhỏ đã dựng rồi, chèo lái chương bờm chết thả trôi. Đó, thì bây giờ đó mình phải mau mau làm sao bước xuống cái chiếc thiền tịnh độ của Đức Thầy thì chúng ta sẽ được nhờ cái tha lực của Đức Phật đó mà vượt biển luân hồi rất là mau. Chỉ một kiếp một ha, chứ không có phần phải đợi 2-3 kiếp hay là hoặc là 99 kiếp như là một cái câu chuyện mà Ngài Trưởng Giả đó hỏi Đức Phật trong cái nghĩ bi quan của ông. Cho nên Đức Phật đã thành rồi thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta về cái kinh nghiệm tu tập đó, và về cái pháp môn, về cái công án hành trì để chúng ta có thể là thoát khổ để mau đến chỗ bến bờ cực lạc yên vui. Cho nên có câu là A-di-đà thuốc nhiệm già đà, nếu bỏ đây không uống ắt là sai lắm mà. A-di-đà là bậc vô thượng y dương, nếu bỏ đây không tìm ắt là cái suy cuồng. À, cho nên do đó mà trong cái thời buổi Hạ Quan Mạt Pháp này Đức Thầy đã xuyên minh tịnh độ và chỉ con đường đó là con đường ngắn nhất. Nhưng mà có một cái là bây giờ mình niệm Di Đà, niệm cách nào, mình tu ra làm sao để cho nó có đủ đầy được cái diệu năng đó, thực hiện được cái pháp môn đó mà chúng ta vượt biển luân hồi sanh tử bằng một cách rất là an toàn. Cái đó mới là điều quan trọng đó đệ. Cho nên sau khi mà coi lại trong tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy mà qua cái lời mà Đức Thầy đã khẳng định lục tự trì tâm là phương pháp nhắn nhủ cùng ai, có mấy lời à? Chứ không có gì ngoài khác hơn là Đức Thầy dạy cho chúng ta là phải cố gắng làm sao chuyên tâm niệm Phật. Cho nên cái pháp này đó thì huynh nghĩ đó là cái pháp mà chúng ta tu, tâm của chúng ta sẽ bớt đi những cái sợ hãi, bớt đi những cái nạn tai là nhờ tha lực gia hộ nuôi tầm ác được nên tên, nếu ta làm phải phước hợp bên lưng. Hay hoặc là Đức Thầy còn cho chúng ta biết nữa là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Hay hoặc là Đức Thầy dạy chúng ta là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Mà mấy đệ là những cái người mà thường hay đi tiếp cận với những cái nhân vật mà rất là tiêu biểu và có những cái ứng chứng rất là rõ ràng. Đó, thí dụ như cái anh này ở dưới Gò Quao mà anh té xuống biển 4 ngày mà anh nhờ cái câu niệm Phật mà anh được an toàn trở về, sống với gia đình, sống với vợ con yên ổn. Đó rồi có người á, người ta bệnh hoạn nhưng mà thuốc thang của bác sĩ trị liệu nào là thuốc hay, thầy giỏi gia đình chữa trị đủ cách. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, về nhờ ăn chay làm lành niệm Phật thì người ta cũng đã trở lại cái cuộc sống bình thường, qua đi cái cơn bệnh tật. Đó thì mình mới thấy được cái diệu năng của pháp tu niệm Phật. Nếu ai tu đúng đó thì chúng ta sẽ được cái lợi ích rất là lớn đó, và chúng ta sẽ thấy được cái công năng của cái pháp tu niệm Phật này mà đúng như lời cái Đức Thầy đã dạy cho chúng ta đó. Biết khôn tìm kiếm ma ha một câu lục tự thì nhà nhà bình an. Cho nên qua đây đó thì không gì hơn là tất cả cô bác anh chị em đã nghe quá nhiều về những cái thiên cơ, về những cái mà Đức Thầy đã cảnh báo cho chúng ta biết về đời cùng trong cái thời buổi Hạ Quan Mạt Pháp này. Đó, cảnh thiên tai thì chúng ta cũng thấy nè. Đúng rồi. Cảnh sóng thần chúng ta cũng thấy. Bây giờ đó thì ở Okinawa, Nhật Bản thì 7,7 độ Ích Te. Mới được, không? Mới, mới đây, mới ràng ràng đây, mới mấy ngày thôi. Đúng. Rồi bên Đài Loan 7,2 độ Ích Te. Đó, Hà Nội mình thì ở Lào Cai cũng 4,2 rồi. Đó, rồi bây giờ bên Nhật nó lại cảnh báo là cái sóng thần nó cao tới 3 mét nữa. Yeah. Đó, thì mình mới thấy là ôi thôi, còn ở Canada thì cái nhiệt độ nóng lên tới 50 độ. Tôi nói cái đó là những cái mà mình cập nhật trên thông tin báo đài thì mình thấy nó rõ ràng, chứ không có phải là cái gì đâu mà mình trừu tượng hay hoặc là mình nói quá. Nó nói sai sự thật. Cho nên bây giờ đó thì những cái hiện tượng đó Đức Thầy cảnh báo trước cho chúng ta biết được những cái nạn khổ mà cái con người phải đối diện. Cho nên Thầy nói có thân ráng liệu lấy thân để đến việc ăn năn chẳng kịp là vậy đó. Tức là cái cảnh khổ nó đem đến cho con người là cái tác nhân làm cho con người sao?
phải hệ lụy với bao cái khổ nạn đó. Nóng quá con người sống cũng không nổi. Đúng rồi. Đó, mà sụp đất sụp đai rồi đó thì con người cũng đâu có phải là qua vượt qua. Đó, rồi nào là cái cảnh đói khát rồi bệnh dịch đó. Thì mình thấy đó là những cái nạn khổ mà con người ta phải vươn mang. Cho nên bây giờ đó thì phải niệm Phật làm cách nào đây? Thì Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta quyết định rằng cái pháp môn tịnh độ sẽ là chiếc phao cứu tinh. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài đã quyết định cho chúng ta có một câu là sanh tử hải trung niệm Phật đệ nhất. Trong cái biển sanh tử này là cái biển lớn mà không có cái pháp môn nào mà giúp cho con người vượt qua được an toàn bằng câu niệm Phật duy nhất. Cho nên không tốn sức mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả. Em thấy không, cái diệu năng của pháp tu niệm Phật là con đường tu tắc. Mà chỉ có một kiếp một thôi là người ta đã tu niệm Phật được thành Phật. Cho nên bây giờ qua đây thì chúng tôi chỉ tâm sự với cô bác anh chị em mình qua một cái chủ đề là đời cùng tu gấp kịp thì, nhưng mà tu cái pháp nào nó quan trọng. Tu gấp là tu làm sao, thì chỉ có câu là Nam Mô A Di Đà Phật là pháp môn tịnh độ, là con đường ngắn nhất, là tâm tông của chư Phật chỉ dạy cho chúng ta. Đó, đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cho nên gặp những cái sự khổ nạn mà quý vị đã thấy nhiều trên đài, trên mạng đó, thì bây giờ con người ta niệm Phật đã thoát được cái cảnh đó rất là nhiều. Đó, vậy thì trong giáo lý của Đức Thầy dạy cái người cư sĩ tại gia và những cái người mới tu đó, thì mình phải niệm Phật bằng cách nào đây để cho nó có được cái kết quả mỹ mãn, mà cũng giống như bao người mà người ta thoát khổ nhờ cái pháp môn này. Đó, thì như Đệ Tâm với Đệ Vàng biết đó, khi mình xem lại đó giáo lý thi văn của Đức Thầy, và nhất là trong cái quyển Tôn Chỉ, thì Đức Thầy dạy cho chúng ta niệm Phật có hai cách. Một á, là chúng ta kim tu, hai là chuyên tu. Mà kim tu là gì? Kim tu tức là chúng ta vừa tu niệm Phật mà chúng ta vừa tu các pháp môn khác để trợ hạnh cho cái chánh hạnh của chúng ta được thành công mỹ mãn. Cũng giống như mà chúng ta trồng cây rồi đó, thì cũng phải có công nhân nè, còn phải nhất nước nhị phân tâm cần tứ giống, thì đó là những cái pháp môn trợ duyên ở bên ngoài. À, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đó là giữ tâm thanh tịnh nè, làm việc nhân từ nè, không lòng hờn giận nè, chẳng dạ ghét ganh, mới chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời. Đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt thì mạng vô minh sẽ bị diệt mất. Cho nên đối với cái điều kiện giảng sanh á, mà được Đức Phật mà tiếp độ á, thì Đức Thầy dạy chúng ta đó, niệm Phật á, là có hai cách. Cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán dạ thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên, không đợi gì thời khắc. Vậy thì khi mà chúng ta tu cái pháp môn là người cư sĩ tại gia, còn ăn mặc ở hàng ngày sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, thì chúng ta vẫn có quyền niệm Phật. Thấy không? Vẫn tu được, mà chúng ta tu trong cái việc làm. Nó thí dụ như bây giờ chúng ta vừa niệm Phật, chúng ta vừa học kinh giảng. Được không Đệ Tâm? Dạ được. Chỗ nào Đức Phật nói đây? Chỗ nào Đức Thầy dạy đây? Thì Đức Thầy nói lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh, niệm Phật, mỹ miều mặt ai. Vậy thì chúng ta kim tu là chúng ta vừa niệm Phật. Thấy không? Hàng ngày đó cúng xong thì muốn niệm Phật, chúng ta ngồi niệm Phật. Rồi đi đứng nằm ngồi, nhớ lúc nào thì chúng ta niệm lúc đó. Mà Thầy cho chúng ta rất là dễ, do gạo, bữa củi, nấu cơm, gánh nước vẫn có thể niệm Phật được. Thậm chí mà Đức Thầy dạy cho ông Ký Giỏi đó, này, ông có thể là ông niệm Phật dù cho cái lúc mà ông đi làm công việc, hay hoặc là lúc mà ông cởi trần, hay hoặc là lúc ông đi vào nhà vệ sinh, ông vẫn niệm Phật được. Thì lúc đó là ông niệm Phật để ông nhớ Phật. Chỉ trừ có một cái là gần gũi vợ chồng là ông không niệm được. Đó là một cái đời dạy rất là căn bản để cho chúng ta biết mà thực hành theo. Vậy thì cái pháp môn niệm Phật đó, Thầy dạy kỹ lắm. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp, chẳng hài thời khắc. Mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, nơi nào chúng ta cũng có thể được niệm được. Ở chợ búa niệm cũng được, thấy không? Rồi chúng ta đi tham quan giếng núi, chúng ta vẫn niệm được. Trên đường chúng ta đi hãy nhớ câu lục tự, lúc nào thì chúng ta niệm lúc đó. Ngoài cái niệm Phật rồi đó, chúng ta còn muốn hiểu thêm những cái điều cao siêu trong giáo lý của Đức Thầy, thì chúng ta lại kiêm cái là học giảng kinh. Thì cái điều đó là điều mà Thầy cho. Vậy thì học giảng kinh vẫn giữ được chánh niệm, mà niệm Phật vẫn giữ được chánh niệm. Đó là một điều tối cần trong giáo lý của Đức Thầy kiêm tu. Cái thứ hai nữa đó là niệm Phật phải giữ giới luật nghe. À, niệm Phật phải giữ giới luật. Chỗ nào ông Đạo Tâm còn nhớ không?
Đức Thầy nói gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hay chữ ngâm nga dù lầm lụng cũng là trì chí. Đó, mình niệm Phật là phải giữ giới. Chứ còn nói tôi là con Phật rồi, tôi là tín đồ Phật giáo hòa hảo rồi, nhưng mà mình niệm Phật thì mình thấy số đề cũng chơi, cờ bạc thì cũng lâm vào. Đó rồi cá độ, bi da, đá gà, đủ thứ sát nghiệp mình vẫn còn, thì cái đó niệm Phật không có kết quả. Chỗ nào mà mình nói vậy đi để tâm, thì thầy nói bây giờ mắc gì tà tay, bắt ngưu bắt cày cho chúng làm ăn, chừng đau mới niệm Phật lăng xăng, thì Phật đâu có kịp lòng người ác gian. Bây giờ mắc việc tà tay, mắc việc tà tay là gì? Là mình chạy theo những cái thói hư tật xấu, mình làm những cái chuyện mà nó trái với chân lý. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh, người đời mới nói. Vậy thì hành bất chánh tức là những cái điều gì mà Đức Phật không cho mà mình lại lâm dấp vào trong đó, mình ô nhiễm vào trong đó. Cho nên bây giờ đó thì Đức Thầy dạy mình đó, mà niệm Phật được mau kết quả không gì hơn là phải giữ giới. Mà giữ giới thì trong đó là có 8 điều răn cấm. Mà Đức Thầy cũng khuyên ở quyển 3, anh có trao đổi cái đề này đó, là một yếu tố mà mình dò được hồi long qua. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sau coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điếm đàn đỉ thỏa chớ gần, để sau xem thấy non tầng sông sao. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn. Đó, hai nữa thầy cho biết là con người tu đó phải xa lánh cái nghiệp chướng, tứ đổ tường chứ có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn dách thì sao, mang điều nhơ nhuốc. Thì như vậy đó, mình niệm Phật không có giống ông Phật rồi, không có nhớ ông Phật và làm theo những cái điều mà ông Phật dạy rồi, cho nên nó mình lâm dấp vào tệ nạn, trị lạc, quan đàn, trà đình, tủ điếm, còn cờ bạc, rượu chè, be bét thì cái đó niệm Phật không có kết quả. Cho nên bây giờ Đức Thầy dạy mình á, cái chánh hạnh mà muốn cho cái niệm Phật mà đạt được đó thì phải giữ giới ha, đó là hai điều. Cái điều thứ ba nữa đó, để mình muốn kim tu nữa thì Đức Thầy dạy mình đó, niệm Phật phải làm lành đó. Chỗ nào mà Đức Thầy dạy mình niệm Phật làm lành đây, thì Đức Thầy cho biết là bá gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên, hay là dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Vậy thì làm lành là làm như thế nào? Thì thưa cô bác anh chị em, làm lành trong giáo lý của Đức Thầy á, Đức Thầy cũng ra cho chúng ta có một cái đáp án rất là đặc biệt. Đức Thầy nói là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Cho nên cái người ta mà muốn niệm Phật mà đạt đến cái chỗ mà có kết quả thì không gì hơn là phải trừ ba nghiệp thân khẩu ý. Cái đó là cái trợ hạnh, nhưng mà cái trợ hạnh đó, đó là giúp cho cái pháp môn niệm Phật chánh hạnh của chúng ta đó là được mau thành tựu. Chứ còn nếu mà niệm Phật mà chúng ta còn tạo ra sát sanh đạo tặc tà dâm, niệm Phật mà còn lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu vọng ngữ, niệm Phật mà còn tham sân si nữa thì mà khó thành tựu, cũng giống như nấu cát thành cơm. Bởi tại sao? Ngoài miệng thì niệm Nam Mô chứ trong lòng sẵn chứa một bồ dao găm là không được. Thấy không? Cho nên Đức Thầy mới nói là tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật dự kề, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thương. Tỉnh tâm đốt nén tâm hương, nguyện rằng đệ tử một đường lo tu, ăn năn kẻo uổng công phu. Vậy thì bây giờ đó mà tu mà còn ba cái nghiệp đó thì thân khẩu ý của mình đó mà chưa trừ dứt được đó thì cũng giống như là cái hột giống mình trồng xuống đất. Nhưng mà mình không có chịu là ngày đêm phải chuyên cần siêng năng, nào là tưới nước bón phân, nào là dung bón gốc đó, thì cái hột giống mình khó mà thành tựu được. Tức là nó không có cái nhân duyên. Mà thầy nói hát thời tiết giống kia bất luận, phải mọc mầm trổ lá mới màu, trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân duyên nghe đại tâm. Mình phải siêng năng, chuyên cần, thì lúc đó đó nó mới có được giữa cái chánh hạnh và trợ hạnh liên đới với nhau, mới thành tựu được đạo quả, thành tựu cái niềm tin của mình rất là vững chắc. Cho nên do đó đó quý vị à, chúng ta phải cố gắng làm sao đó, khi mà chúng ta muốn được cái pháp môn niệm Phật mà chúng ta thành tựu đó, muốn được vững chắc đó, đó muốn mau được cái kết quả đó, thì Đức Thầy nói cần tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đến chung vui Phật đài. Hay đúng hơn là trong cái bài mà chư Phật có bốn đại đức đó, thì Đức Thầy cũng luận cho chúng ta cần tu thập thiện, sự niệm mới có hiệu quả, tu thập thiện dứt trừ được thập ác cũng gọi là tịnh tâm nghiệp. Thì cái kết quả cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đến chung vui Phật đài. Cho nên đó, mình kim tu là vừa niệm Phật mà vừa được làm lành. Đó là ba điều.
Và điều cuối cùng đó, để tâm biết đó, mình muốn niệm Phật được kết quả đây thì không gì hơn là phải phát tứ vô lượng tâm. Tại sao? Tại vì trong tôn chỉ của Đức Thầy, nhất là những cái bài pháp luận, anh em đồng đạo mình tuy là mình coi giáo lý Thầy, nhưng mà thường thường mình coi bên văn dần không hả? Còn bên 7 bài pháp luận của Đức Thầy viết thì hầu như là ai cũng ngao ngán hết trơn đệ. Tại vì sao? Tại vì Đức Thầy đã luận bằng cái văn xuôi mà Thầy viết năm Nhâm Ngũ 1942. Đó, Thầy viết trong cái bài Chư Phật có bốn đại đức. Vậy ta niệm danh hiệu của Phật để nhớ đến Phật và ráng làm theo bốn đại đức của Phật, là ngày sau chứng quả như Ngài. Bốn đức ấy là đức từ, Phật đối với chúng sanh như mẹ thương con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi phải chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội thì Phật chẳng vì thế ghét bỏ mà lại thương xót khôn cùng. Đức hỷ, thường thường an vui làm những việc lành, dù cho gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế sanh lòng buồn bã. Đức xả, Ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm làm lỗi, chẳng còn vướng víu chi với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái. Đó là bốn đức từ bi hỷ xả mà Đức Thầy đã luận ra để cho chúng ta sống, chúng ta niệm Phật, nhớ đến Phật và ráng làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau mới là chứng quả được như Phật. Cho nên đó, bây giờ đó thì Đức Thầy nói, Đức Thầy dạy cho chúng ta đó là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ, noi gương nghĩa sĩ giả từ đến gần. Vậy thì niệm là nhớ, mà Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ bác ái vô cùng. Vậy thì chúng ta nhớ đến bậc giác ngộ, nhớ đến đấng toàn năng toàn trí toàn thiện toàn mỹ như vậy đó, mà chúng ta cố gắng làm theo. Cho nên nó chữ niệm Phật mà nếu mà chúng ta hiểu rộng theo Đức Thầy giải trong cái hai chữ quy y đó, quy là nương về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa dâng lời làm theo khuôn mẫu. Vậy quy y đầu Phật là phải nương nhờ vào cửa Phật và làm theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng phải làm theo cách nấy. Vậy thì rõ ràng quá hả mấy đệ ha. Vậy thì mình niệm Phật á, mình phải phát tứ vô lượng tâm của nhà Phật. Niệm Phật phải có cái lòng từ bi hỷ xả, chứ không phải niệm Phật mà thấy cái người kia đó họ làm lầm lỗi gì cái tự nhiên mình sanh lòng ghét bỏ. À, mà Thầy nói dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Chứ tha đa phần bây giờ anh em mà niệm Phật lại đó, để tâm thấy không, cầm sâu chuỗi gì. Ông thì nói quỷ kiến sầu, ông thì nói tao cây dương biển, ông nội nói hông à, của tao trầm hương à. Có ông thì nói tao niệm Phật nhiều hơn mày, cho nên nói chuỗi tao nó bóng. Ông kia ông đâu có chịu thua đâu. Cái tính hiếu kỳ của con người, bởi khi mà cái bản ngã mà nó làm chủ thể con người rồi đó, thì người ta thường hay sanh ra cái ý niệm tranh đấu hơn thua. Còn phân biệt nhân ngã thì mình niệm Phật đó là không có lòng từ bi hỷ xả, nghe đại tâm. Cho nên đó, Đức Thầy bao lần á, Ngài nhắc nhở cho mình như thế này nè. Ngài nói Nam Mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua Mỹ mới học rài kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. À, lóng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím, quán hờn cũng không. Vậy đó mà mình còn chất chứa hờn quán đủ thứ, thì cái chỗ này mình niệm Phật nó không có đúng, cản trở. Nó còn cản trở, nó trở ngại lắm cho mình trong cái pháp môn này mà mình muốn thực hiện được nó mau tới. Cho nên Đức Thầy nói nè, ta thường hay tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thường lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Em thấy không, trái thuyết từ bi như vậy thì mình niệm Phật nhớ tới ông Phật từ bi hỷ xả, mà cái này mình làm trái thuyết từ bi của Đức Phật. Đó, gặp ai đó mình cũng kỳ thị, gặp ai đó mình cũng ganh hờn, gặp ai đó mình cũng ghen ghét, mà Đức Thầy nói may ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ dạ trong đừng đục mấy màu. Vậy thì còn cái tư tưởng tranh đấu mà Thầy nói tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Cho nên niệm Phật đó là niệm Phật mà còn bị trì trệ bởi bao nhiêu cái phiền não vọng tâm nó câu chấp. Cho nên bây giờ mình muốn được mau tới thì không gì hơn phải phát tứ vô lượng tâm, giống như lời của Đức Thầy dạy. Cho nên qua đây đó mình mới thấy được đó là bốn điều mà chúng ta cần phải tu trong cái pháp môn niệm Phật, để cô bác anh chị em chúng ta chỉ một kiếp thôi quý vị là chúng ta đã thành tựu được cái pháp môn này. Cái thứ hai nữa đó, Đức Thầy dạy chuyên tu ở đại tâm. Chuyên tu là gì? Chuyên tu đó là Thầy nói là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đẳng giác diệu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Vậy thì cái người này không phải niệm vào thời khắc nữa, nghe đại tâm.
Không phải là ngày này giờ này mới niệm, rồi giờ sau đi làm công việc, rồi giờ sau nữa mới niệm, tức là niệm gián đoạn. Mà người này phải chuyên thuần nhất là Nam Mô A Di Đà Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Cái đó gọi là chuyên tu. Giờ nãy mà không lẽ mà đó. À, thì chuyên tu á, là Đức Thầy nói nè, còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái dòng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, tức là nhớ cái cơm áo gạo tiền, nhớ có nhiều đó hoài à. À, cuộc sống của con người á, thì khi còn cái thân vật lý này thì ai cũng còn ăn mặc ở đây tâm, cho nên đó mình lo nghĩ nhiều điều lắm. Mà chính cái điều này đó, Đức Thầy cũng đã khuyên cô hai ký giỏi, khuyên cô hai gương, khuyên cô năm võ thị hợi, mà cả luôn là ông Phan Châu Bá ha, ổng hỏi Đức Thầy đành rằng à, nợ thế trả chưa xong, chí dốc từ bi cõi tắc lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tăng bồng. Ổng còn thắc mắc với Đức Thầy là cái đời sống của cái người cư sĩ còn nặng nợ với tăng bồng đó, thì làm sao mà con lại là giải thoát đây Thầy. Thầy nói đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn giữ lấy lòng, niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp, thiền từ Thầy rước lại nông bồng. Vậy thì ông cố gắng, ông làm sao đó, ông phải nhớ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật rồi đó, ông phải thể hiện bằng 4 đức từ bi hỷ xả trong cái kiếp sống này đó, ông tránh 10 điều ác, ông hành thập thiện, như vậy thì ông sẽ được thiền từ Thầy rước lại nông bồng. À, cho nên á, cái điều kiện mà đối với người cư sĩ mà mình biết vận dụng hoàn cảnh điều kiện để mình thực hiện được cái pháp môn thì có công ngoài sắc rồi có ngày nên kia mà đại tâm ơi. Cho nên chuyên tu đó là mình niệm trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, mọi nơi, miễn làm sao mà mình cố gắng mình chuyên cần thì được. Còn người ta không muốn thì thôi, mà muốn thì để biết là cái gì mình cũng có thể làm được đó. Để trên thế gian này không gì là không thể hết, phải không? Cho nên có một số người bi quan thì Đức Thầy lại khuyên cho chúng ta mới trở về với lại cái hiển lộ tánh từ bi. Bớt nói một câu chuyện, thêm niệm một tiếng Phật, đánh chết được dòng niệm pháp thân tài hiển lộ. Đó, cho nên đó Đức Thầy dạy cho cô Năm Võ Thị Hợi sao? À, Thầy nói hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, qua về cõi phúc đường chân đạo, Phật Pháp Thiền Na dốc thực hành. Đó, chớ nhiễm trần hoàng đượm phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chi bằng nhớ lại câu hồng thệ tỉnh ngộ nghe Thầy dạy hỡi con. Hỡi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, mãn kiếp hồng trần sanh là quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành. À, thì mình thấy là chớ nhiễm trần hoàng đượm phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, tức là mình sống trên cái cõi đời này mình chạy theo bao nhiêu cái giả ảo, chạy theo bao nhiêu cái mộng tưởng ở thế gian mà mình không biết rằng cái đó là cạm bẫy đưa con người vào luân hồi sinh tử. Cho nên Thầy dạy cho cô Năm là chớ nhiễm trần hoàng đượm phấn son, con đừng có nhiễm vào trong đó. Chim bao cuộc thế, sống ở cuộc thế này chẳng khác nào là giấc mộng nam kha trốn thế trần. Đó, thấy đó rồi mất đó, có rồi không. Đó, mà Đức Thầy nói thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt sắc không, không sắc chớ lì xa. Diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra, lóng lánh gương xưa lời Phật dạy, thì hồng trần ái dục giết tài hoa. Vậy thì con phải sớm dứt hồng trần bằng cách nào đây? Niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp. Đó, cho nên cái người chuyên tu rồi đó, để người ta niệm Phật đó là người ta để diệt trừ cái vọng niệm đó đó. Những cái cơm áo gạo tiền, những cái mà lo ăn mặc ở trong cái cuộc sống hàng ngày, có đôi khi mình đeo đắm theo tiền trần mộng ảo, mà Đức Thầy nói đeo đắm theo lợi lợi, danh danh, tài tài, sắc sắc, không chịu tra cứu phân biệt cho rõ giả trơn, ý thức sai lầm, nhận không rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh, gặp chánh tưởng tà. Rồi do cái việc mà vọng niệm về việc thế trần ấy không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che nhân chân tâm mờ ám. À, để thấy không, rõ ràng là như vậy. Mà trong cái chánh định đó, Đức Thầy đã luận cho mình đó, con người tại sao mà mất đi cái chánh định, là sống ở trong trần này con người thường hay có những ý định làm cho mình được sáng thêm lên, được sung sướng thêm lên, được giàu có thêm lên, nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen eo hẹp, phải không? Để thấy ai cũng vậy chứ, muốn cho mình được dinh thân phì gia, ai cũng muốn giàu sang sung sướng hết, nhưng mà cái mà mình chạy theo danh lợi ái tình quy quyền phú quý trên cõi đời này đâu có gì là thiệt đâu. Nếu thiệt sao chết không đem theo, mà Thầy nói nhắm mắt rồi cũng nắm hai tay đâu đem tiền của, đem rài hầu non. À, cho nên do đó đó, cái người niệm Phật đó là một niệm Phật là nhớ tới ông Phật. Mình vàng thái tử ngôi còn bó, dốc ngọc đông cung tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Tiếc gì công đức, tiếc chi tiền, Phật thánh xưa kia sách dẫn biên. Đó, thì
thầy dạy cho chúng ta sao bằng cửa Phật vừa thanh tịnh để lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Cho nên niệm Phật là chúng ta trở về cái nơi thanh tịnh, trở về nơi cái niết bàn tịch tịnh, nó không còn phải đắm đuối trong cái tình trần mộng ảo này nữa. Vậy thì một niệm Phật lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật lìa tất cả vọng niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Vậy thì rõ ràng đó, cái người chuyên tu đó đệ, là niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, giờ phút nào người ta cũng phải niệm Phật hết. Cái đó gọi là gì? Là niệm Phật nhất tâm. Cho nên Đức Thầy nói theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Vậy thì rõ ràng cái người mà muốn niệm Phật mà đạt được cái kết quả trong cái thời buổi này để thoát được cái khổ đau, cái tâm không còn có lo lắng nghĩ ngợi bao nhiêu cái khổ sở đang rình rập quanh mình, nào là cảnh thiên tai, động đất, sóng thần, bệnh dịch ha, mà làm cho con người ta được yên ổn. Khi có Phật ngự trị trong lòng rồi thì lúc đó đó chúng ta thành tựu được đạo quả, gọi là chuyên niệm Phật. Rồi còn một điều nữa đó, khi mà cái người mà ta chuyên niệm Phật, mà ta niệm Phật sâu rồi đó đệ, thì Đức Thầy nói niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Vậy thì mình niệm cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật đó là nương theo cái cảnh tịnh cho lòng mình được thanh tịnh. Tức là người ta niệm Phật được chứng tam muội rồi đệ, chữ thanh tịnh, chữ thanh là trong sạch, mà chữ tịnh đó là yên lặng. Cho nên đó, một cõi nước tịnh độ là cõi yên lặng và trong sạch, nơi đó nó không còn có vọng niệm thế trần nữa. Sẵn vị ngôi rành thân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau, thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Đó thì cái đó chính là cái cõi mà chúng ta đang hướng tới. Cái cõi đó con người khi mà chứng ngộ rồi mới vượt qua được cái khổ đau ở nơi thế gian, trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Sở dĩ có danh từ cực lạc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã nói với ngài Xá Lợi Phất đó, cực lạc quốc độ là nơi đó yên vui, không còn có một sự đau khổ nữa, cho nên mới gọi là cực lạc đó. Thì hôm nay đó con người ta đó, mà khi mà niệm Phật đến cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật rồi thì cái cõi lòng của người ta an lạc, không còn lo sợ, thì chính cái lúc đó người ta đã thoát qua sự khổ sở rồi đó đệ. Cho nên đó là anh nhớ đó, khi mà người ta mà đã chuyên luyện về niệm Phật rồi đó, thì lúc đó đó cái chuyên sâu về niệm Phật được nhất tâm á, thì đệ tâm còn nhớ là có chú trong cái quyển Tịnh Độ mà Đức Phật đã dạy cho bà Di Đề Hy, dạy cho hàng tín chúng. Rồi hôm nay đó thì trong cái quyển mà Pháp Môn Tịnh Độ của bác Như Quang đó, thì bác có ghi lại 6 giai đoạn mà cái người ta mà niệm Phật nhất tâm đó đệ. Tiếp không? À, niệm Phật nhất tâm đó thì phải qua mấy cái trạng thái như thế này. Trước khi ngồi niệm Phật, gác bỏ việc trần lao, quán thân mình mát mẻ, hào quang tròn phủ bao. Lặng nhìn trên sóng mũi, lắng nghe hơi ra vào, dường như mèo rình chuột chẳng khác kẻ qua cầu. Hơi thở vừa chừng mực, không chậm cũng không mau, hơi thở và tâm niệm hai việc đều nương nhau. Đó, tâm niệm luôn tưởng Phật, đừng để vọng xen vào, đến chừng tâm định được định chẳng còn chút vọng sao. Đó, rồi hơi thở cùng tâm niệm thải đều quên như nhau. Đó, thân tâm thanh tịnh sẵn thì trí huệ hiện bài mau, năng làm như thế ấy lâu ngày thuộc quen lào. Đó, chân tâm thanh tịnh sẵn trí huệ chúng ta bài mau là 6 giai đoạn mà chúng ta niệm Phật, con người đi đến chỗ bản lai thanh tịnh. Cho nên bản lai thanh tịnh của Đức Phật lúc đó đó là người ta vô niệm mà niệm. Tức là sao? Là cái trạng thái mà khi người ta không còn nhếch môi, khi người ta không còn đánh lưỡi đó, khi không còn có cái trí để bắt buộc mà phải khởi câu Nam Mô A Di Đà Phật theo như thường lệ mà chúng ta mới niệm ngâm nga hiểu nghĩa để đáng kim ngà nữa đệ. Mà tự nhiên khi con người mà lâu ngày đó chúng ta quân tập cái tiếng niệm Phật mà nó thuần rồi, cái a dạ gia lại gia thức của chúng ta trong cái kho hàm tầng thức á, kho tâm của chúng ta mà nó đã đầy đủ rồi đó, thì mấy em biết đó là không niệm mà nó niệm. Cái đó gọi là gì? Là trạng thái vô niệm mà tự niệm. Như vậy đó là niệm cái bản lai thanh tịnh. Tức là
Lúc đó là tâm không còn nhớ nghĩ bao nhiêu cái niềm riêng quan trái, bao nhiêu cái thù hận khổ hải của thế gian nữa. Mà trong lúc đó đó, chỉ hiện ra tâm tương ưng cảnh. Cứ nhìn cái cõi thế gian này, bao nhiêu cái phiền não đều là cái pháp trợ để cho chúng ta rồi. Người ta cứ niệm Phật vì an vui. Cứ một niệm là ta biết một niệm, hai niệm, cứ hai niệm. Mà sống trong cái thể thanh tịnh. Thể thanh tịnh thường công nguyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa khổ bệnh kia, bởi đó mà chừa ta thoát cuộc lao đao gì nó. Đó, cái đó gọi là cái bản là thanh tịnh, cái đó gọi là chuyên niệm Phật. Như vậy thì cái người niệm Phật đó sẽ vượt qua được cái cảnh khổ an vui. Dù cho phong ba bão tố, dù cho cái cảnh gió á mưa âu, dù cho cái cảnh phong ba bão táp thế nào đi chăng nữa, thì người niệm Phật lúc đó đó, Phật đã ngự trị trong tâm của người ta rồi, thì vững như thành đồng vách sắt. À, Đức Thầy nói chỗ này này nè, Đại Tâm còn nhớ không à? Thầy nói là chữ Bồ Đề như cõi Bá Tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Hay hoặc là học đạo lý như đờn trúng điệu hòa bản rồi thì cứ làm theo, lũ tâm bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc tâm ao sớm giết, mài gom trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần thì kiếm chữ sắc không. Đó, không có cái gì mà làm cho người ta siêu ngã, nó vẫn như là thành đồng vách sắt vậy đó. Thì Thầy nói ráng tu cho quỷ khiếp thần thâm, được tâm phát Bồ Đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thật tình, giữ dạng đạo trung, trừ lục dục, chớ cho ông nhiễm, thập tam ma, diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi thì vô sự thảnh thơi. Ngon lành không? Pháp tu đó là cái pháp tu vượt khổ. Vậy thì hôm nay đó quý vị à, chúng ta muốn vượt qua cái cảnh khổ nạn nơi thế gian này, không gì hơn Đức Thầy dạy chúng ta có một cái chiếc thuyền. Thuyền từ đó, thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang qua Đông Độ giấc người hữu đức. Thầy lái cái con thuyền tịnh độ về đây. Rồi Thầy nói là tịnh độ giác thiền để trị dục tâm. Đó, hay hoặc là Đức Thầy cho biết là trong lục tỉnh ai là người trí. Mau thức thời tìm đạo nhiễm sâu, khuyên dân đừng chi áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quý. Phải không? Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ sông Phật khó giác diều, thả thuyền từ bến giác năng niêu thì kẻ hiểu đạo sao tâm. Mau mau bước xuống em, đòi chiều chiến chốt đức toàn người tu không em. Đó thì chỉ có cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà đi tắt, và cái pháp môn đó mới đối trị được cái cảnh khổ đau của trần thế này. Cho nên mình mượn cái này mà mình trừ được cái kia để tâm, cũng giống như cái lực bù trừ ấy. Trong tâm của chúng sanh thổn thức lo âu ngày đêm, cứ sợ là sóng thần, sợ thiên tai, sợ địa ách, sợ khổ, sợ đói khát, sợ thú dữ tràn lan, sợ bệnh dịch bạo hành, thì bây giờ phải niệm Phật. Có ông Phật về ngự trị trong tâm rồi, một niệm Phật á, thì chúng ta chỉ nhớ đến cái cảnh giới an nhàn của chư Phật, nơi đó sẽ không còn có cái khổ đau nữa. Đó, như vậy thì mình niệm Phật đến cái chỗ này nè, anh mới nói qua cái điều lợi ích mà khuyến tấn tất cả mọi người, để mấy quý vị thấy được cái pháp môn nó dễ thực hành mà mau kết quả, mà chúng ta không có tốn sức mà thành công rất là cao. Vì thì niệm Phật được lợi ích gì? Đệ Vàng còn nhớ không? Trong 16 điều lợi ích mà chúng ta thường cập nhật trên mạng sinh là do cái lòng tham ái nhiều quá. Đó, rồi có những cái cuộc chiến tranh hơn thua, có cuộc nhân ngã giữa anh em bạn bè, nó làm cho xáo xào với nhau. Giết đến đây động lòng rào rạc, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. À, lúc nguy cơ tớ mong hại chủ trò, giết thầy tội ái đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình huynh đệ phân chia yểm bách. Đó, để thấy không, bao nhiêu cái nỗi khổ nó dây quanh con người, nhưng mà bây giờ đó muốn chấm dứt cái khổ nào này làm sao? Đệ còn nhớ cái câu chuyện mà bà Di Đề Hy không, ông vua Xà Thế không, bị con mình á là nhốt vào lãnh cung, con mình phải bỏ đói cha mình đó, con giết cha, con hại luôn mẹ, giống mẹ vào lãnh cung, cái tội đãi bất hiếu của ông như thế nào. Nhưng mà cuối cùng Đức Như Lai cũng khuyên bà Di Đề Hy làm sao? Niệm Phật để thoát khổ. Niệm Phật mới trừ đi những cái quan gia nghiệp chướng đó. Đó. Cho nên đó là Đức Thầy dạy chúng ta nhiều lần lắm. Thầy nói Ngài nói là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, hay hoặc là cũng có ngày kia ta giải thoát, thì giải thoát thì ta rõ đạo màu. Đó. Hay hoặc là Di Đà lục tử ấy phương châm, ghi dạ sinh ông hoặc đứng nằm. Đó. Thì mình mới thấy rằng cái pháp môn này quá là hay, quá là cái tuyệt diệu, cái diệu năng của nó sẽ quá giải hết cái khổ đau.
Một khi mà con người ta đem Phật vào trong tâm rồi đó, đem được Phật vào trong tâm rồi đó, thì nó hóa giải bao nhiêu cái niềm dây quan trái, bao nhiêu cái quan khiên khổ ải đó, nó không còn. Những quan gia nghiệp chướng đó nó đều tan biến đi. Đó, ví dầu trăm nắng ngàn cay một câu lục tự thì tan ngay tức thì. Em thấy cái diệu năng của nó là như vậy. Cho nên cái hiện tại là bớt lòng sầu khổ. Cái thứ hai nữa là gì? Là qua đi những cái tai nạn mà Đức Thầy nói tu cầu trong họ hiền lương, thương đồng thinh niệm Phật, thì tai ương chẳng còn. Tại vì cái thế gian này, trong cái cõi đời hạ nguân mạt pháp này, người ta đắm trần nhiễm trược. Mà đúng như lời Đức Thầy đã tiên báo trong cái bài Sứ Mạng, Thiên Tạo đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguân này, sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã chỉ tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng thương, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mới mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc mới hưởng sự thái bình. Vậy thì muốn làm dân Phật quốc đó, mình phải làm sao? Phải niệm Phật đó. Cho nên trong một nước này đó, thì nếu mà người ta mà biết niệm Phật với nhau đó ha, mà thể hiện được cái lòng từ bi hỷ xả, thì đâu có còn đấu tranh hơn thua, đâu có còn cái sự phân biệt nhân ngã cao thấp nữa đâu đệ. Cho nên hết đồng thinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn. Đó em thấy đó, trong một đại gia đình mà mình đi non đi núi lên đó, có cái thấy cái cảnh mà gây lộn gây lạo với nhau không? Có ganh ăn ghét ở với nhau không? Không có. Ai cũng lên đó để phát tâm tu hành hết, rồi sống trong cái gia đình đi non đi núi của cái đoàn Tú Tiên mà tôi giải thích hoài. Tú Tiên là tiếng tu, không có lu bu thịt cá, chỉ có tàu hủ lá với nấm rơm, chứ không có cơm với gà nướng. Đoàn của con Như Lai ăn chay để tương lai ngày mai được sáng lạc. Thấy không? Vậy thì sống trong cái sự hòa bình, nó từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, thì đâu có cái sự mà quán thù hơn thua. Cho nên hãy đồng thinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn. Bây giờ mà mình muốn phát triển được như vậy với nhau đó ha, mà Đức Thầy nói cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật thì sao? Liên đài ắt lên. Muốn thế giới này được hòa bình an lạc thì không gì hơn Đức Thầy khuyên chúng ta đó là phải cố gắng đồng tâm hiệp chí để chữ tu giác diệt. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thoát qua khỏi tai ương. Người niệm Phật thì họ đã phát triển lòng từ bi hỷ xả, thì đâu có phải dốc lòng tranh bá đồ vương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân đó. Rồi người niệm Phật đâu có ham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới xích xiền tới thân. Người niệm Phật thì cũng đâu có tham lam sân nộ mê si, mà tánh tham lam làm cho con người phải chịu biết bao thảm khổ, chiến tranh cướp bóc giết người, tham danh tham lợi, tham sắc tham tài, tham quyền tham thế, đâu có. Người niệm Phật chỉ làm sao muốn niệm Phật để rồi chúng ta có đủ đầy được công đức mà giảng sanh được cực lạc an lành đó. Cho nên Đức Thầy nói ham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới xích xiền trói thân, thì tính xong món nợ lần khăn thoát dòng cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức luận bàn dân du võ trụ mới thanh nhàn biết bao. Cho nên trong lợi ích hiện tại, hễ ai mà phát tâm niệm Phật thì chúng ta sẽ vượt qua khỏi tai ương khổ ách. Những cái đau ốm bệnh hoạn, những cái tai nạn thường ngày mình gặp, nhưng mà mình biết ăn chay làm lành niệm Phật rồi thì nó cũng khỏe qua đi. Những cái tai ương đó nó không còn, là do cái sự tha lực của Đức Phật. Thầy nói Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh, phải không? Hay là Nam Mô Thích Ca Như Lai Ta Bà giáo chủ xin ngài chứng minh đó. Thì niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang là như vậy đó thầy đệ. Và chúng ta nhớ đến cái câu mà thầy nói nuôi tầm ắt được nên tơ, nếu ta làm phải thì phước hào bên linh, hay là người làm phải như tầm trong kén sẽ có muôn tơ bao bọc ấm thân, phải không đệ? Tu hành hiền đức thảnh thơi ngay cha thảo chúa thì Phật trời cứu cho. Hay hoặc là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Còn một điều vinh diệu nữa, nếu gặp cảnh nước cháy lửa dưng, nước dưng lửa cháy thì phải làm sao? Thì thầy nói văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhã cứu thị trần gian, gió đưa nước sóng bồm loan, rước người tu niệm xuê sang thủy tình. Nhưng mà ai mà ta dạy chẳng dình thì sao, đừng trách mắc tình yêu đương. Đó, cho nên cái người không có niệm sau này khổ sở lắm. Còn cái người mà có tu rồi thì sao? Vinh diệu lắm đệ. Cho nên mua người niệm Phật thì sao? Đức Thầy nói mua người niệm Phật quá mình biết bao, ngon lành luôn. Thấy không? Vậy thì chúng ta phải làm sao? Cố gắng niệm Phật cho nhiều. Ông bà ông nói câu này để tâm, việc gì không biết thì hay, mà niệm Phật không biết gì thì sao? Tiêu thay mất hồn. Tiêu thay mất hồn. Đó. Cho nên bây giờ đó thì
trong cái cõi đời hạ nguyên này không có cái pháp môn nào mà thù thắng hơn cái pháp môn niệm Phật này nữa, phải không? À, niệm Phật một tiếng mà Phật mùng 10 câu, hay đời này giống một lời hai khắp trong trần hạ, mấy ai tu trì đời này dành dực làm chi tế diệt ly kỳ thì cũng thả cho xong. Đó, giống một mà lời hai. Mà thầy trong cái thời gian này đã thầy là khoan dung. Đó, cho nên bây giờ đó thì thầy xin lại một cái giai đoạn này nữa, mà nếu mà mình cố gắng mình niệm Phật cũng chẳng khác nào là mình tu tắc. Mà được cái sự gia hộ của Phật lực rất là hiệu nghiệm luôn. Nó rất là cao luôn. Cho nên bây giờ đó thì cái lợi ích thứ hai đó để là niệm Phật sẽ vượt qua khỏi tai nạn. Mà mình thấy trong kiếp sống hiện tại này rồi, có nhiều người người ta gặp nạn rớt xuống biển 4 ngày mà niệm Phật vẫn sống. Dạ, đến nhà ly kỳ cũng thả cho xong, như là động đất bên này lo như xung quanh nhà, đợi thấy nhà mấy chục tầng đi chứ. Đó, thì để thấy đó tới đó rồi đó thì sao? Dạ. Bây giờ là muốn kêu trời, trời chẳng thấu, mà gọi đất, đất cũng không dâng được. Dạ. Mà thầy nói cái nãy để tâm nhắc á, hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay mua ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng rồi, sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu chính mình. Chính mình không hả? Đó, làm tiên làm Phật cũng chính mình, mà đọa súc sanh địa ngục ngạ quỷ cũng chính mình. Cho nên Đức Thầy nói quyết định một câu, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Vậy thì làm chân chánh là tiên là Phật, làm gian ác là quỷ là ma. Vậy thì thế nào là tâm Phật và thế nào là tâm phàm? Thì cái câu này bác sĩ Trần Lĩ đã hỏi với Đức Thầy. Thầy nói, nhà ông á, có tôi trai tớ gái không? Ông nói dạ thưa có thầy. Thầy hỏi khi mà nó làm rớt bể đồ đạc đó thì ông sao? Ông nói không được à thầy, con la nó, con chửi nó dữ lắm thầy. Thầy nói đó là tâm chúng sanh. Thấy không Tâm? Nhưng mà khi ông la nó rồi đó, một lúc nào đó ông suy nghĩ lại, ông có thấy thương nó không? Nó dạ có thầy. Thầy nói đó là tâm Phật. Vậy thì giữa tâm chúng sanh và tâm Phật, hễ mình biết niệm Phật, từ bi hỷ xả, khoan dung tha thứ thì chính đó là niệm Phật. Đi đến chỗ rốt ráo đó là bản lai của Phật. Mà niệm Phật mà còn ganh ghét quán thù kỳ thị hơn thua đó, ganh ăn ghét ở, còn tham sân si, thì chính cái đó là chúng ta niệm phàm chứ không phải niệm Phật. Cái đó gọi là vọng niệm của chúng sanh, cái đó là phan duyên. Niệm Phật đó không đúng cách đó đẹp. À, như vậy thì lợi ích hiện tại chúng ta sẽ vượt qua khỏi cái tai ương, nó không gì hơn là đồng thinh niệm Phật hả đệ. Cái lợi ích tương lai Đức Thầy khuyên chúng ta đó, nếu mà chúng ta niệm Phật đó thì chúng ta sẽ sống được đời thường cổ. Chỗ câu nào đây Tâm còn nhớ không? Khuyên chúng sanh niệm Phật coi, coi đời cõi hạ giái rồng mây chơi. Chơi giỡn chàng ơi, hôm nào đó anh sẽ có thời giờ, anh sẽ tâm tình cùng với mấy đệ, cùng với tất cả cô bác anh chị em qua cái cõi đời thượng nguyên mà ông ba đã viết trong cái kim cổ kỳ quan rất là hay. Mà mình nghe đến cái cảnh đó rồi cái muốn tu liền. À, cảnh đời hạ nguyên nè, thôi mí mí cho bà con cô bác nghe nha. Giống như trong kinh Di Lặc Hạ Sanh hay hoặc là trong Quy Nguyên Trực Chỉ mà nói đến cái cảnh đời thượng nguyên sắp tới. Sao đất bằng không thấp không cao, biển sông không nổi cù lao nữa rồi, mé sông không lở không bồi, xanh sao y vậy, nói rồi sao coi. Ông ba không cho mình biết. Sau này đất bằng không thấp không cao, đất bằng vàng mà thảo mộc bằng châu, không đau không khổ không sầu, không già bệnh chết mà có đau lưng hồi. Rồi ông nói sau này đó, nước á, nước dưới sông á, không có phải mà chảy lớn rồng như vậy nữa, mà ông nói là nước một mực thanh thủy biên trời, không rồng không lớn, thuận đời chảy xuôi. Ngọn lại không, cõi đời thượng nguyên người ta vậy đó. Rồi sau này cõi đời thượng nguyên có gì? Gió hai ngọn xuân nhật nguyệt thu, không lạnh không nực, chi tu để đời. Ngon lành không? Ồ, rồi sau này là ông nói nhịn trầu thuốc biến nói biến cười, nửa sao răng ra trắng như người Quảng Đông, nội châu thân không có một lông. À, à, tóc dài da trắng mà phụng lông dáng hình. Trời ơi, người hạ thượng nguyên sau này nó đẹp lắm rồi đệ ơi. Rồi à, phải à, à, giữ dạ giữ gìn phép khuôn, thượng nguyên sống có một muôn, trung nguyên giữ dạng à, dương muôn hơn ngàn. Tức là cái tuổi thọ sau này cái người mà sống đời thượng nguyên tới ngàn tuổi rồi. À, rồi ông nói là 80 mới có con so một người, 80 mới có con so một người, mới có con so có người. Đó, tức là chỉ diễn tả về cái cõi đời hạ nguyên sao rồi đó, thì không hát không ca, 5-7 người hiệp lại nhất gia, rồi
sống rất là thái hòa tuyệt hảo. Cho nên cái cảnh đời Hạ Nguân là như vậy. Mà Đức Thầy diễn tả cho chúng ta biết thế này nè: bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai hiểu trúc lũ duyên khoe màu, ngũ dân năm sắc năm màu, kiều quy nộ phụng lao sao vui mừng, giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than, các nơi liệt quốc chư ban chúc cầu thạnh trị, chướng long xung dài. Đó, rồi sau này đó cái cảnh mà đời Thượng Nguân mà nó được mở lại đó, được lập lại đó đệ, thì Đức Thầy diễn tả trong quyển 3, Thầy nói thiên hoàng cũng mở các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn 10 cửa, xem thấy ghê hồn cho trần, coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cả lòng ác gian, ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời Thượng Nguân. Đó, để thấy không, ngon lành đó, lúc đó là ngự trị tam hoàng được trở lại rồi đó, thì cái đất nước của mình sống trong cái sự yên bình lắm. Nó cảnh thái hòa tuyệt hảo, trời nghiêu phụng múa dòng tay áo, mà đất thứng vôi cài ruộng trổ bông nghe đệ tâm. Đó, cho nên mình niệm Phật là được coi đời. Rồi niệm Phật được gì đây? Được dự hội Long Hoa. Đó thì cái cảnh mà Hạ Nguân hạ mà xảy ra một cái cuộn bà cơ tận diệt rồi đó, thì lập lại cái hội Long Hoa mà thầy nói, thầy có bổn phận xuống đây á, lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu thảm, thương bá tánh chín chiều ruột đau. Đó thì như vậy đó, thì lành còn giữ mất, mà những cái người hiền sau này đó sẽ được vào trong cái ngày hội Long Hoa thánh đức đó. Chỗ nào Đức Thầy nói câu này? Thì thầy nói mong cầu gặp Phật hội Long Hoa, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, xét lại xác thầy xưa cũng hoại, thân phàm bỏ lại thế gian mà. Vậy thì cái người niệm Phật đó quý vị ơi, cái lợi ích đó chúng ta sẽ được vào hội Long Hoa. Rồi một cái lợi ích nữa đó quý vị biết không, chúng ta niệm Phật sẽ được giảng sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Đó mà Đức Thầy cho biết là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Đó đại thấy không, khi mình gieo cái nhân tịnh độ rồi thì cái quả tịnh độ đang chờ chúng ta. Cho nên không bao giờ mất. Quý vị cố gắng là chúng ta phải phát tâm niệm Phật, rủ nhau niệm Phật để liên đài ắt lên nha quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta phải gấp niệm Phật thì mới qua được khổ sở. Đức Thầy đã nhắc cho chúng ta có 3 cái chờ mà chúng ta cần phải hiểu biết. Một là cận tử nghiệp chờ. Đức Thầy cho biết là có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngài chung cuộc. Phải không? Vô thường không đợi mà thời gian cũng không chờ. Mong muốn làm sao chúng ta phải gấp niệm Phật để chúng ta mới có thể là vượt qua được cái chết khổ. Phải không đệ? Mà thầy nói trong cái bài tư tưởng á, thầy nói là khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh thì lúc bắt hồn sao? Mắt gì cũng đi, không có hẹn với tử thần được. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mắc trong dòng sanh tử luân hồi. Cho nên bây giờ đó mình phải gấp niệm Phật thì mới qua được cái chỗ mà luân hồi sanh tử đó, để về được bến bờ cực lạc an vui. Cho nên cái chờ thứ nhất đó là cận tử nghiệp chờ. Và đặc biệt nữa, chúng ta còn có cái hy vọng, cái chờ thứ hai là ao sen báo Tây Phương đua nở, mà chờ chúng sanh để niệm Phật chí tâm. Bây giờ bông sen ở bên bển, cây nào bông nấy bốn mùa tốt tươi, mà ông sư giải ông cho biết đó, niệm Phật như thể trồng cây dung phân tưới nước thì cây đâm chồi, ai mà niệm Phật thả trôi cũng như cây bén mà mình nhổ lên. Niệm Phật sen nở đợi chờ, cây nào bông nấy bốn mùa tốt tươi. Thấy không, mình thấy ở bển đó là bây giờ đang chờ mình. Mà Đức Thầy bên đây thầy cũng nhắc nha đại tâm, gái trai lớn nhỏ ăn cần chùi lao dạng mặt thì gần thánh tiên, Tây Phương đua nở qua liên chờ, người hữu phước thiện duyên từ hòa. Ngon lành nghe câu hát, gắng phát tâm lên ngang niệm Phật để rồi ở bên kia đó liên qua quá thân đó quý vị à. Khi mà chúng ta bỏ cái thân ô trược này nè, thân mà do tứ đại hiệp thành này, chúng ta gá vào liên qua quá thân thì thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên hết lo màng lo nổi khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão quý vị à, không có còn sợ nữa đâu. Cái thứ ba đó là chư Phật đang chờ chúng ta quý vị. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Tàn ở bên đây mà mình niệm Phật thì lúc nào Đức A Di Đà cũng chiếu hào quang để chiếu diệu chúng ta. Chỗ nào đây gì? Chỗ nào đây vàng còn nhớ không? Tâm còn nhớ không? A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đã tìm kiếm những người hiền đức. Lúc nào Đức Phật cũng chiếu hào quang để vào trong tam giới, trong 10 phương pháp giới này, để tìm kiếm những cái người mà biết niệm Phật hết trơn á. Cho nên mình niệm Phật là sẽ được khế hợp, cũng giống như là bây giờ mà điện thoại với mình với nhau mà biết được cái tần số, bấm cái là alo vậy á. Còn bây giờ mà mình niệm Phật bên kia mà Đức Phật thầy niệm chúng sanh, mà mình bên đây mình niệm Phật thì thưa quý vị, chúng ta sẽ được đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hễ có cảm thì sẽ có ứng.
Đó, cho nên do đó quý vị ơi, vi diệu lắm cái người mà phát tâm niệm Phật rồi đó. Thì thưa quý vị, Đức Thầy nói một câu nè quý vị à. Trên á, thì thiên đình di sổ, mà dưới á, thì địa phủ bôi tên rồi. Thấy không? Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo mà trọng những ai biết niệm Di Đà. Xuống dưới rồi đó thì ông Diêm Chúa ông cũng đưa lên à. Không có đi lộn được. Tại vì cái người mà có niệm Phật thì trên đầu lúc nào cũng có những cái dần hào quang sáng hết trơn á. Có cái điểm sáng lắm. Đó, luồng thanh điển nhoáng qua như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa đó. Thì chính đó là cái người tu tập mà nó có. Cũng giống như là khai khiếu quỳnh quang mà Đức Thầy nói được thủ trụ quyền khai nhất khiếu vậy đó. Cho nên bây giờ đó quý vị à, vinh diệu nhất á, là chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Niệm Phật mới thoát khổ, niệm Phật mới giải quyết được sanh tử. Chứ còn mà không có cái pháp tu nào mà qua cái pháp tu niệm Phật để rồi chúng ta được thoát liễu sanh tử. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng quý vị. Siêu xuất của cái pháp tu này mà hôm nay Đức Thầy đem đến đây rồi đó, trong cái buổi đời hạ nguyên này, Thầy dâng tới năm sắc chỉ để chỉ dạy chúng ta một cái câu niệm Phật. Mà Thầy đã quyết định là biết khôn tìm kiếm Maha thì một câu lục tận nhà nhà bình an. Thì qua cái sự hiểu biết của chúng tôi, qua cái câu hỏi của Đệ Tâm, lẽ ra thì chúng tôi sẽ nói đời cùng như thế nào, lẽ ra thì chúng tôi nói tu gấp như thế nào, để rồi xem ly kỳ năm non là sau này là cái cảnh báo quý đài lầu ở trên non thiên thất sơn hùng vĩ hả quý vị. Nhưng mà bây giờ đó thì cái mong muốn của chúng tôi đó là quý vị đã nghe những cái điều đó rất là nhiều, nhưng đối với cái pháp môn niệm Phật mà Đức Thầy dạy thì chưa thấy những vị mà lên trao đổi với quý vị mà theo những cái kinh nghiệm, và cũng giống như là đầu tư về cái kiến thức cho cái pháp môn này, cũng giống như là truyền tải cái pháp môn này nhiệt tình để cho chư quý đồng đạo chúng ta tu gấp kịp thì thưa quý đồng đạo. Cho nên á, chúng tôi với cái mong mỏi là chúng ta vượt qua cái cảnh khổ này không gì hơn là học câu hỷ xả đại từ noi gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Mà học câu hỷ xả đại từ như Đức Thầy nói trong buổi khổ mau mau tránh khổ, thì không gì hơn là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quyết định một cái, một là quý vị ơi chuyên niệm Phật là cầu sanh Phật quốc ngon lành luôn, làm con tiên cháu Phật rồi đó. Thì Di Đà lục tự mửa đừng sai, qua bể về quê ngõ chút hài, tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ, chờ người hữu phước đến liên đài. Chúc cầu cho cô bác anh chị em chúng ta tu siết hụt mè, tu đè hụt bắp, tu lấp đường mê, tu về cực lạc ha. Lúc nào cô bác anh chị em cũng thành tâm niệm Phật hết quý vị, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hễ có niệm Phật rồi đó thì thưa quý đồng đạo, lúc này đó Đức Thầy đã khẳng định một câu là thiền từ thầy trước lại non bồng ha. Qua được cái cơn khổ nạn không gì hơn là thành tâm niệm Phật, một câu lục tự để nhà nhà bình an, chỉ một câu mà nhiếp thâu các pháp thưa quý đồng đạo. Hôm sau nếu có cái thời gian chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị cái diệu năng của pháp môn tu niệm Phật này. Mà trong kinh Đại Tập Đức Phật đã nói Đức Phật cho biết là tịnh độ pháp môn chí quyền chí diệu, đắc tu dư hạnh nhi đắc lục ba la mật. Chỉ cần tu một pháp môn niệm Phật mà chúng ta đã đắc được 6 pháp ba la Phật mật của nhà Phật rồi quý vị, để trở thành Bồ Tát. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì thôi, thời gian cũng không có cho phép chúng tôi mà phải leo lề quá nhiều quý vị. Nhưng mà cái tinh thần đạo đức mà muốn trao đổi cùng cô bác anh chị em thì luôn lúc nào nó cũng dạt vào trong tâm khảm. Muốn nói thật nhiều để cho cô bác anh chị em chúng ta hiểu nhiều điều diệu lý trong lời dạy của Đức Thầy. Để quý vị thấy rằng nó trong giáo lý của Đức Thầy là Thầy đã rút trong trò kinh cát của nhà Phật, rút trong các luật các kinh hết rồi. Cho nên Thầy truyền tải lại chúng ta bằng những cái lời mà nghe rất là dễ học, dễ thuộc và dễ hiểu. Để cô bác anh chị em chúng ta phải cố gắng dốc lòng làm theo để chúng ta được chứng quả như Ngài. Thì tới đây xin chúc cầu cho cô bác anh chị khi xem qua được cái clip này đó cũng có một cái sự đồng cảm đối với chúng tôi. Nếu mà chỗ nào chúng tôi còn thiếu sót hay hoặc là chưa diễn hết được những cái lý lẽ nhiệm sâu trong cái pháp môn, thì mong quý vị hoan hỷ niệm tình tha thứ và comment vào trong bình luận, để rồi chúng ta thu thập và rút tỉa những cái kinh nghiệm. Lần sau khi tâm tình đạo đức với cô bác anh chị em chúng ta sẽ được chỉnh chu hơn đó, chúng ta sẽ được đầy đủ hơn đó, để rồi cùng nói lên được cái tiếng nói của người hòa hảo là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, để chúng ta hàng ngày đó Phật lực tăng quy ha, rồi pháp luân thường chuyển, hay là đúng hơn là tăng tài báo Phật ân chi đức, đền đáp lại cái tứ ân mà chúng ta đã thọ trung môn một. Chúc cầu cho hai đệ luôn đi đường được thượng lộ bình an, vạn sự các tường như ý. Chúc cầu cho bà con cô bác anh chị em luôn được tấn tài, tấn lợi, tấn bình an, tấn tu, tấn tiến.
tấn sang Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.